trên bàn của mình là một thứ không bình thường một tí nào. Đây là một con vỏ cây. Nó có tuổi đời 3 năm tuổi rồi, nhưng mà bây giờ các bạn mua rất khó mua thế giới, tại vì nó là bạn limited và giá của nó hiện tại là 70 triệu đồng. Và lựa chọn vỏ cây này, các bạn thấy không? Đây không phải là một cái vỏ cây mà đây gần như một cái tác phẩm nghệ thuật để các bạn trưng bày trong nhà. Và tí nữa mình sẽ lắp rất nhiều linh kiện vào trong cái này, nhưng mà trước hết chúng ta qua cái đống phụ kiện của nó đã. Đây là chiếc cây Inwin Winbot, giá của nó hiện tại ở hãng hàng computer đang là 70 triệu, tức là được sale 30%, cái trước giá nó gần 100 triệu cơ. Các bạn có một quyển sách hướng dẫn in màu đẹp mê ly luôn, nhưng mà thực sự để nói về hướng dẫn của Inwin ý, thì nó không dễ hiểu bằng Fantech, khi mà nó rất là phân mảnh, nó rất là nhiều. Một khăn Inwin, các bạn nào mà hay mua cây kính của Inwin sẽ có khăn này. Các bạn có một cái dây nguồn bên trong nối dài, một cái dây nguồn và một cái adapter nguồn chỉ cho cái vỏ ấy thôi. Và các bạn bỏ 70 triệu ra mua một con cây, nhưng mà các bạn vẫn không được in chữ Inwin lên con nguồn này. Và đây là con nguồn, nói chung là hàng OEM dành cho con vỏ này. Và cái nguồn này để làm gì tí nữa mình sẽ thử cho các bạn xem. Và phụ kiện chúng ta có thẻ QR code, cái hướng dẫn sử dụng. Không quan tâm lắm các loại ốc này, Inwin lúc nào cũng thế, họ phân ốc ra rất là chi tiết. Dây thít và một cái thẻ VIP Club có số ở trên này, để làm gì thì mình cũng không biết, nhưng mà nhìn nó khá là đẹp. Và đây tất cả phụ kiện. Và Inwin Winbot là một cái vỏ cây nằm trong cái series signature của Inwin, tức là nó sẽ là hàng limited và toàn thế giới có 250 cái, và cái của mình hiện tại đang đánh số là 125 ở trong này, tí nữa thì tôi sẽ quay rõ hơn. Và điều gì làm nên cái vỏ này đặc biệt thì thứ nhất là hình cầu, các bạn nhìn hình ấy nó rất là gọi là độc đáo rồi. Hình cầu thì không vỏ cây nào hiện tại có cái hình cầu này. Và thứ hai đó chính là mình sẽ cho cắm điện cho các bạn xem. Không vỏ cây nhưng các bạn cần một cái nguồn riêng cho con vỏ. Rồi, đây như kiểu gọi là đồ chơi của người ngoài hành tinh vậy. Các bạn sẽ có thể xoay sang trái này, sang phải này, và xi nhan hướng nào qua hướng đấy. Và các bạn mở máy, các bạn dùng một cái nút đằng sau này. Nhưng mà tốc độ mở máy này là hơi ức chế. Và Inwin Winbot này thì bên ngoài họ dùng là nhìn như có vẻ như là nhựa, nên là các bạn phải để ý một chút về vấn đề nếu mà chẳng may nó dễ xước, nếu mà bị cào vào đây là các thứ. Rồi, khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ lắp được toàn bộ các linh kiện vào bên trong con Winbot này. Tại sao gọi nó là Winbot? Tại vì các bạn thấy là mặt trước chúng ta sẽ có một cái camera ở đây, và camera này nó có nhiệm vụ là nó sẽ cảm ứng cái chuyển động của chúng ta. Nhưng mà tí nữa mình phải lắp xoay xong một cái phần mềm, mình phải thử chức năng gọi là quét tay bên nào thì máy quay bên đấy, là các bạn cười hí phát thì nó sẽ chụp ảnh selfie các bạn. Và đây cái vỏ cây này thì từ năm 2017 đến bây giờ là 3 năm rồi. Và các bạn kiếm bây giờ thì khá là khó, khi mà trên các trang mạng như của Taobao ấy, nó bán cái vỏ này là rơi vào khoảng tầm hơn 120 triệu một vỏ. Tức là giá bị đội lên rất nhiều so với cái giá hiện tại. Cái giá hiện tại như bên hãng computer đang bán ấy là cái mức giá đúng là gọi là mức giá của Inwin đưa ra là 70 triệu. Và thực ra ấy, thì 70 triệu để sở hữu cái vỏ cây này mang lại cho các bạn là nhìn nó rất là độc lạ và bày trong cái khu làm việc các bạn. Nên các bạn nhìn thấy ai cũng hỏi đây là cái gì, không phải cái vỏ cây. Nên là trong ngày hôm nay mình sẽ lắp những cái gì đắt nhất hiện tại mình có thể tìm thấy vào trong con vỏ cây này. Đầu tiên chúng ta sẽ có combo giữa main và chip, rất đơn giản thôi. Chip chúng ta sẽ dùng là con 10900K và con main ở đây hiện tại thì mình đang thấy còn hàng là con Z4GB Z490 Vision D. Chúng ta sẽ có 4 khe RAM để lắp hết 4 khe RAM này, Z490 Vision D và 3 khe NVMe cho anh em, 6 khe cho khả năng nổ SATA. Và có một cái rất hay, đây là cái cổng 6 pin để cắm vào đây để cấp điện thêm cho cái khu vực này. Các bạn sẽ được lượng điện nó ổn định hơn, ít nhất là theo lời Gigabyte họ bảo là như thế. Chip tất nhiên sẽ là 10900K. Lần trước mình đã phải thả nhầm chiều nên bây giờ mình đã nhớ rồi, 10900K. Và RAM
gọi là để dùng một cái mức gọi là thừa mứa thì mình dùng ở đây là 64 GB, tức là 128 GB hả? Mình cầm nhầm là 128 GB các bạn ạ. Đây một bộ này là 64 GB, bớt 3600 GSkill Chieftain Set RGB, và nó gần như đang là bộ RAM đắt nhất hiện tại, hiện chúng ta có thể mua được luôn và có hàng sẵn ngay lập tức. Mình tưởng mình lấy nhầm để mình định ban đầu là 32 GB thôi. Đây 64 GB, bớt 3600 và card là 18. Bạn nào mà sở hữu cặp RAM này thì auto đẹp trai. Thôi chúng ta sẽ có 128 GB, và thực ra là mình không biết phải làm gì với 128 GB đấy. Ở đây mình dùng là con ổ cứng tượng trưng, một con 1T Western Digital SN850, con này có giá khoảng tầm là 8 triệu. Và các bạn nào thích các bạn thể gắn được 3 con vào đây thoải mái, chẳng vấn đề gì cả. Ở đây mình dùng tạm trước là một con thôi, cho theo thì. Nếu các bạn chưa biết thì con Western 850 này là một con SSD NVMe duy nhất mà PlayStation họ bảo là tương thích với cả chiếc PS5 của họ. Rồi xong cái phần cơ bản và tản nhiệt. Thực ra con Winbot này nếu có thời gian ấy thì anh em làm một con tạc cốt tầm đẹp hơn rất là nhiều, khi mà bên cạnh là nguyên một khoang cho gắn bơm rồi các thứ của tạc cốt tầm cơ. Nhưng mà đây mình chỉ có thời gian có hạn thôi và mình cũng không đủ rảnh để ngồi làm cốt tầm, mất khoảng tầm hơn một ngày cho con này, có thể đến 2 ngày. Thì ở đây mình dùng luôn con thản RCXT Kraken X73. Con này nó hơn con X72 ở một điểm, đó là các bạn có quạt RGB nhé, và quạt nó là quạt AR2 RGB. Vậy là phần cơ bản trong cái mainboard này đã xong. Chúng ta có một con chip 19K, chúng ta có 128 GB, bớt 3600, chúng ta có một con ổ SSD NVMe của Western, ổ 1T, tốc độ đọc là 7 GB/s, thoải mái để anh em chơi game. Và trước mắt là thế. Và bây giờ theo những hướng dẫn của InWin, hóa ra là cái thẻ QR code lúc nãy ở trong hộp của InWin, các bạn quét thì các bạn sẽ vào trang web hướng dẫn của InWin, là cách bắt bước hướng dẫn này. Và thực sự là nếu không có hướng dẫn ý, thì mình nghĩ là mình cũng không thể nào mà ngồi lắp được con này một cách nhanh gọn được cả. Đầu tiên sẽ là nguồn, bước nguồn của chúng ta. Đây cũng là một sản phẩm thuộc dạng thừa tiền, giống cho các bạn là thừa tiền giống như là con vỏ Winbot này các bạn. Tại vì nó công suất là 1000W thì các bạn chạy. Tại sao ghi 1200 ở đây? Đâu nhỉ? Tại vì nó sẽ chạy công suất 1200W khi mà các bạn kết nối toàn bộ tản nhiệt nước vào con nguồn này. Tản nhiệt nước vào nguồn, các bạn nghe có thấy kinh dị không? Mình thì thấy hơi kinh. Và trong con nguồn này các bạn có một cái block nước ở bên trong này, đèn led RGB, và chúng ta còn cần dây của nó nữa. Và dây thì khá là xứng đáng, tại vì toàn bộ dây của chiếc FFP Hydro PTM này được bọc dù toàn bộ sẵn từ nhà sản xuất. Và chất lượng bọc dù này mình thấy là khá là tốt và cầm nó khá là mượt mà. Rồi, chúng ta cần một tới 24 này. Con cạc thì chúng ta cần 3 dây 8 cho con 3090. Rồi, bước đầu tiên đánh vật với InWin Winbot, đó là lắp nguồn. Đây, bước cuối cùng, chúng ta cắm cái dây nguồn. Biết thế mình cắm từ lúc nãy. Đó là do chúng ta dùng con nguồn InWin PTM, SP Hydro PTM. Nó có đầu dây nguồn riêng, tại vì nguồn công suất rất là lớn, nên là cái sợi dây đi kèm của InWin này, chúng ta không thể cắm vào đây được. Cắm được. Như vậy là chúng ta đã thất bại trong việc cắm con nguồn này vào trong con vỏ cây. Tại vì các bạn có thể thấy InWin mình chưa bao giờ khen họ thiết kế thông minh cả. Các bạn nhìn nhá, đây là dây cảm giác cắm nguồn, và đây là cái đầu nguồn, và cái tấm này nó che vào đây. Chưa phải thay nguồn. Và rất may là trong lúc lục kho mình thấy một con Hydro G 1000W ở đây, nhưng có thể tạm gọi là đủ cho với cái bộ máy này. Kế hoạch dùng con PTM đã thất bại hoàn toàn 100% khi mà InWin thiết kế
lỗi không phải của FSP mà lỗi là của InWin. Rất may mắn là chúng ta đã có con khác để thay thế và tạm biệt PTM 1002 cho đến với Hydro G 1000. Một điều rất là may là InWin họ không thông minh đến mức mà họ lộ lộn cái dây này xuống dưới. Cũng may mà họ cứ để cái dây nguồn của chúng ta xuống dưới thay vì cái đống đầu module. Rồi, trước mắt là thế này ạ. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải đây nhá. Các bạn thấy là nãy mình vừa phải tháo hai con ốc ở đây ra, nhất thời cụm này lên. Nhưng mà hướng dẫn của InWin này, họ chỉ yêu cầu quay vào đó. Họ chỉ bảo tháo một cái ốc này. Bước 2 nhất cả cụm này ra luôn. Và đổi hình bắt chữ đến từ phía InWin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp toàn bộ các thứ quần tà là vằn. Sao mình đang đi vào lòng đất, các bạn nhìn nhé. Ở bên này, nếu mà InWin họ thông minh ra một tí thì họ để cái này thấp xuống một tẹo và cho hết cái mỏng đi. Đây các bạn nhìn thấy là nãy mình lắp khá loay hoay, để cái này nó phải xuống dưới hẳn cái chỗ rồi. Nên là nhiều lúc nó sẽ khá là khó để đẹp được, để nhìn nó khá là xấu. InWin nó để cái này nó lồi lên trên con chặn mên đằng sau. Và bây giờ mình sẽ gắn nó vào theo đúng như quy trình mà InWin bảo mình. Và trước hết chúng ta sẽ phải lôi hết cái đám dây dợ này ra đã. Bây giờ cái chúng ta quan tâm đó là làm sao để nó này vào đây một cách. Đây là một vị trí ốc thực sự rất khó thể bắt được bằng tua vít. Các bạn chỉ thể bắt bằng tay, nó gọi là đỡ rơi thôi. Chứ ở đây bắt bằng tua vít các bạn gần như không thể bắt được, chứ các bạn có tua vít 90 độ ấy. Một cái thì mình nghĩ là không các bạn nào có nhiều ở nhà cả. Bây giờ chúng ta còn cần là một cái tản nhiệt và còn cả màn hình nữa. Và chúng ta cũng có thể thử nghiệm được cái chức năng của con WinBot này. Chỉ để lắp thử chức năng mà mình đã tốn nãy giờ rất là lâu và không kém phần ức chế. Theo như mình nhìn thì ở đây các bạn thể gắn được cái rát lên đến khoảng tầm mà rát tầm 40-45 ly thoải mái. Rát 60 ly thì mình chưa thử. Rát 60 ly thì có vẻ là khá là dày so với con vỏ cây này. Và cuối cùng, cái mảnh ghép để hoàn thiện cái bộ máy 200 củ ngày hôm nay là con Gigabyte Aorus Xtreme RTX 3090. Đây là con card có thể nói là đắt nhất hiện tại của Gigabyte có thể có, với những card gaming mà các bạn có thể mua được bây giờ là con này. Trước đây đã có một cái video rồi, về dòng Aorus Xtreme này rồi, anh em có thể biết là đèn led rất là đẹp, và đặc biệt là có viết mở hộp ra các bạn có một con Figu Aorus, con này rất là cute nhá. Và nhân vật chính của chúng ta là chiếc Aorus 3090 Xtreme. Có một cái màn hình LCD đây, tí nữa thì mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Nhưng mà trước đấy thì mình sẽ phải lắp nó vào đã. Đây cũng là chiếc cạm màn hình gaming dày nhất hiện tại, với độ dày của nó là 4 slot. Và gắn vào nếu mà các bạn không có những cây đủ khỏe thì sẽ xảy ra tình trạng là sệ cạc. Đây, như mình đã gắn, các bạn thấy chưa gắn là chưa có vít nhé, nó sệ xuống như thế này rồi. Và mình sẽ bắt một cái vít nhỏ vào đây. Mình có lẽ làm hơi ngược đời khi mà cái này có lẽ chúng ta phải lắp trước từ ban đầu, thay vì việc là bây giờ mới lắp. Cạc dùng đến là 3 đầu 8 pin, mỗi đầu này là 150W và tổng này là 525W thì phải. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bộ máy 200 củ. Và các bạn đừng nhìn đống dây nhá, tại vì thực ra thời gian của mình có khá là ít nên là mình không có đi dây cho gọn gàng đẹp đẽ chỗ này được. Nếu mà các bạn mua máy thì các bạn có một khoảng thời gian khá là dài, nếu mà đi dây con này đẹp đẽ mất khoảng tầm mình nghĩ là 3 đến 4 tiếng. Và nhìn bên này, nếu nhìn từ phía trước ấy, đây là bên khu bên trái hoàn toàn là dành cho phía các linh kiện, và bên tay phải chúng ta sẽ có rác cho tản nhiệt nước. Và các bạn thực sự các bạn đã mua con máy này, các bạn nên dùng tản custom. Đây là mình để lắp nhanh nên là mình dùng tản Odin One thôi.
và khu bên này các bạn để ổ cứng, hoặc là các bạn ở đây mình đã thấy là các bạn có chỗ để gắn bơm rồi, gắn bơm một thằng custom ở đây rất là đẹp. Và ngoài ra dây dỡ ấy, thì anh em nào mà dùng nên dùng một cái dây màu mè và đẹp hơn dây này rất là nhiều. Đây chỉ là mình để lắc để mình thử cái tính năng của con Winbot này thôi, nên là anh em thấy dây dỡ mà nó bừa ấy thì đừng nói gì cả, đừng chê mình, tại vì thời gian của mình rất là có hạn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử các cái chức năng của con vỏ cây này trước. Các bạn bỏ ra 70 triệu một con vỏ cây, các bạn đợi đóng. Kiểu anh em đến nhà chơi, đợi đi đóng đẹp lắm, đóng hơi chậm. Và bây giờ mình sẽ cắm thử con máy này với một con màn hình WQ, nói chung nó gần nó bộ phận ultra wide 34 inch 4K để xem thử là cái bộ máy này sức mạnh nó như thế nào và chúng ta có thể làm được gì về camera rất đẹp của Winbot này nhá. Sau khi các bạn cắm cài là cắm hết tất cả các thứ ấy, thì các bạn sẽ phải cài một phần mềm là phần mềm Winbot. Và cái phần mềm này sẽ sử dụng cái camera trước mặt, các bạn thấy là camera rất là to ở đây. Và nhiệm vụ của nó là nó sẽ đi theo các bạn khi mà các bạn di chuyển khuôn mặt sang trái hay sang phải, khi mà nó nhận diện được khuôn mặt của các bạn. Tức là phòng các bạn sẽ phải không quá chói, như là hiện tại các bạn thấy là phòng mình nó khá là chói, nên là mình sẽ phải tắt đèn đi và mình sẽ thử di chuyển. Cái Winbot nó sẽ di chuyển theo mặt mình. Đây, hiện tại thì nó đang bị cháy sáng, nó không thể nào mà nó di chuyển được. Và con Winbot này thì ngoài nếu mà các bạn không thích cái chức năng mà di chuyển trái phải thì ở bên đằng sau chúng ta sẽ có thể chuyển sang mode manual và chúng ta sẽ di chuyển sang trái sang phải tùy ý. Mình sẽ phải cắm nó lại rồi, thân trái ra phải tùy ý để xoay là nhìn là cho nó hợp lý. Và nhìn chung ý, nếu mà chiếc vỏ Winbot này thực sự mà nói, nó là một vật trang trí trong nhà hơn là một cái vỏ cây để các bạn gọi là lắp đồ trong đấy. Tại vì lắp đồ này ý, thì các bạn sẽ phải cần nhiều hơn những gì mình đã lắp ở đây. Riêng với cái nội thất của mình hiện tại đang là hơn 130 triệu và cái vỏ này 70 triệu, tổng cái thằng máy này là hơn 200 triệu. Và các bạn lắp thì các bạn nên lắp nước bên trong thì sẽ đẹp hơn này rất là nhiều. Và con Winbot này ở bên trong với cái thiết kế đối xứng này lắp nước cũng rất là đẹp. Và thứ hai, nếu mà các bạn muốn một cái gì độc lạ trong nhà ý, và bạn bè đến khoe một tí thì con Winbot này rất là hay. Và thực sự là những bạn nào mua Winbot này thì những bạn nào mua máy 100 triệu các bạn người ta nghĩ bạn nhiều tiền, các bạn mua Winbot là nghĩ bạn thừa tiền. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên like và comment phía dưới, và nếu thấy hay nữa thì đừng quên subscribe và đăng ký kênh YouTube để nhận được những update mới nhất về những phần cứng mà tính độc lạ và nó ngầu lòi như này nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn, bye.